Khi lâu rồi gặp lại. Căng thẳng. Khi lâu rồi gặp lại. Căng thẳng. Dạo này công việc thế nào? Dạo này công việc thế nào? Đang tốt lắm. Còn anh? Đang tốt lắm. Còn anh? Dạo này tôi bị căng thẳng nhiều lắm. Dạo này tôi bị căng thẳng nhiều lắm. Lâu rồi. Lâu rồi. Dạo này. Dạo này. Thế nào? Thế nào? Căng thẳng. Căng thẳng.